Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Tối 12 tháng 9, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, do phát hiện nguy cơ sạt lở, anh Ma Seo Chứ, 33 tuổi, trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, đã vận động 17 hộ với 115 người dân thôn Kho Vàng rời thôn di chuyển lên một điểm cách thôn khoảng 1 km để dựng lán tránh trú tạm thời. Ông Tuấn cho biết trưởng thôn Kho Vàng nằm trong nhóm phòng chống lụt bão của xã. Trước khi xảy ra bão lũ, địa phương đã nhắn tin tuyên truyền đến các thôn, bản. Vì vậy, khi thấy có nguy cơ sạt lở cao, trưởng thôn đã chủ động di rời người dân. Theo lời kể của anh Ma Xeo Chứ, vào sáng 9 tháng 9, khi thấy mưa lớn nhiều ngày và chưa có dấu hiệu ngừng, anh đã huy động 7 thanh niên trong thôn thành một nhóm đi kiểm tra quanh quả đồi phía trên làng. Quá trình kiểm tra đã phát hiện một vết nứt rộng 20cm, dài khoảng 30m. Đặc biệt, địa điểm phát hiện vết nứt lại nằm ngay phía trên đồi, cách thôn kho vàng khoảng 100m, nên nhóm của anh đã về thông báo vận động người dân di rời. Anh cho biết, nhận thấy nguy cơ sạt lở cao, nên chúng tôi đã chia nhau đi thông báo lại với mọi người. Khi được vận động di rời, Đa số mọi người đều tán thành, chỉ có một số ít hộ không đồng ý, nhưng sau khi được giải thích cũng đã lên đường. Khoảng 12 giờ ngày mùng 9 tháng 9, 17 hộ dân bắt đầu di chuyển giữa trời mưa. Người dân vừa đi vừa đợi, hỗ trợ nhau, những người khỏe mạnh được giao nhiệm vụ vác gạo. Sau 30 phút đi bộ, các hộ dân đã đến nơi dựng trại. Anh Trứ cho biết, khi đoàn người đang di chuyển, tôi có bảo một nhóm đi trước khảo sát tình hình và chọn địa điểm dựng lán. Sau khi đến nơi, mỗi người một công việc giúp nhau chặt tre, luồng, về dựng lán, làm giường, rồi căng bạt. Khoảng 14 giờ 30 phút, khu lán đã hoàn thành. Trong khoảng thời gian đó, vì 17 hộ dân không thể thông tin liên lạc với bên ngoài, nên phải chủ động mọi thứ. Do ảnh hưởng của mưa lũ gây sạt lở nhiều tuyến đường và mất sóng điện thoại để liên lạc với người dân, nên đến sáng 11 tháng 9, công an xã, chính quyền phải di chuyển 15 km đường sạt lở mới tiếp cận được địa bàn thôn và tìm đến nơi người dân lánh nạn. Sau khi tìm được người dân, chính quyền xã đã cử lực lượng chức năng vận chuyển lương thực lên hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, hướng dẫn nhân dân phương án phòng chống thiên tai. Hiện người dân vẫn sẽ tiếp tục ở lại điểm tránh trú ngụ. Nói về cuộc sống hai ngày tách biệt với thế giới bên ngoài tại nơi trú tránh, trưởng thôn chứ cho biết cuộc sống rất vất vả, nhưng đây là những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cả 115 người. Anh chứ kể. Chúng tôi chỉ đem theo chủ yếu là gạo và một chút thức ăn. Khi hết thức ăn, một số người sẽ đi vào rừng tìm măng luộc. Tuy nhiên, việc đi lấy nước cũng rất vất vả khi nguồn nước cách khu dựng lán gần 400 mét. Đêm xuống, chúng tôi sẽ chặt ống tre, sau đó đổ dầu vào để làm đèn chiếu sáng. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, trưa 11 tháng 9, chính quyền địa phương đã tìm thấy 17 hộ dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, nghi mất tích sau vụ sạt lở tại một địa điểm trong rừng sâu gần khu vực thôn. Theo chia sẻ của người dân, ngày 9 tháng 9, sau khi các hộ dân phát hiện nguy cơ sạt lở trên địa bàn thôn nhưng do không có sóng điện thoại để thông tin với chính quyền địa phương, 17 hộ dân ở thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu đã chủ động di chuyển lên một khu đất gần đó để dựng lán trú ngụ tạm thời. Đêm mùng 9 tháng 9, mưa như chút nước đất đá bắt đầu đổ xuống, vùi lấp 7 ngôi nhà của họ trong thôn. Trong các ngôi nhà bị sạt lở, có 3 người mất tích và 2 người bị thương. Với 115 người còn lại, chính quyền địa phương không thể liên lạc do họ ở trên núi không có sóng điện thoại, nên bước đầu xác định thuộc diện mất tích do sạt lở. Theo lãnh đạo xã Cốc Lầu, từ sáng mùng 10 tháng 9, tuyến đường từ trung tâm xã lên thôn kho vàng bị sạt lở, chia cắt giao thông. Các lực lượng chức năng không tiếp cận được thôn đến sáng 11 tháng 9, lực lượng công an xã phải đi bộ 15 km mới tiếp cận được địa bàn thôn Kho Vàng và tìm đến nơi người dân lánh nạn. Ngay sau khi nhận được thông tin, trưa 11 tháng 9, địa phương đã cử lực lượng chức năng vận chuyển lương thực lên hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và hướng dẫn nhân dân phương án phòng chống thiên tai. Ngày 12 tháng 9, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà cho biết, chính quyền đang chuẩn bị lương thực đưa lên núi tiếp tế cho 115 người của 17 hộ dân thôn Kho Vàng. Hiện tại, thôn Kho Vàng đang nằm ở khu vực nguy hiểm, nguy cơ sạt lở cao nên cần khảo sát kỹ rồi mới để người dân trở về nhà. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, đến 17 giờ ngày 12 tháng 9, các tỉnh miền Bắc ghi nhận 226 người thiệt mạng, 104 người mất tích do tác động của bão Yagi, chủ yếu từ sạt lở đất, lũ quét. Trong đó Lào Cai thiệt hại nặng nhất với 98 người thiệt mạng, 81 người mất tích. Yên Bái 42 người thiệt mạng, Cao Bằng 43 người thiệt mạng và Quảng Ninh 15 người thiệt mạng. Trong đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua, tỉnh Lào Cai đã ghi nhận thiệt hại lớn trên diện rộng. Theo số liệu từ các cơ quan chức năng, tình hình lũ lụt đã ảnh hưởng tới 6 huyện và thành phố trong toàn tỉnh, gây ra tổn thất nặng nề cả về con người và tài sản. Đặc biệt, thảm họa kinh hoàng ập xuống làng nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, khiến gần 100 người chết và mất tích. Thảm họa ập đến khi những đứa nhỏ còn đang say giấc ngủ, chưa kịp thức giấc để tới trường. Còn người lớn, phần đông chưa kịp ra đồng, đi nương. Những người già đang dậy nấu nướng bữa ăn sáng. May mắn thoát chết trong trận lũ quét kinh hoàng, thẫn thờ ngồi trên giường bệnh với những vết thương chi chít khắp người. Ông Hoàng Văn Nhớ kể lại buổi sáng sớm kinh hoàng khi cả bản của ông bị lũ quét. Vì nền nhà có dấu hiệu nứt gãy, ông thức xuyên đêm để canh chừng cho gia đình 6 người đi ngủ. Chừng 3 giờ sáng hôm xảy ra sự việc, vì quá mệt, ông ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, nhìn lên đã thấy cả bản mình biến mất. Xung quanh là nước, đất đá, cành cây. Bản thân ông nhớ bị cuốn vào khu cánh đồng ngay đó. Ông nhớ kể lại, tôi lùng cồm bò dậy thì thấy gần đó cũng có một người bèn lộ đến cứu. Thì ra lại chính là con gái mình trong cơn hoảng loạn, hai bố con vừa kêu cứu, vừa dìu nhau bỏ lên chỗ cao. Khi ấy nước sau lưng vẫn cuồn cuộn tràn về. Đến giờ tôi vẫn kinh hãi, không thể ngủ nổi. Chị Hoàng Nhung, con gái của ông nhớ, cũng bị chấn thương nặng, được người cô chăm sóc. Chị Nhung gặp khó khăn trong đi lại vì phần chân có nhiều vết thương. Gia đình của chị Nhung có 8 người, 4 người đã được cứu và điều trị tại viện. hai người còn lại mất tích, hiện chưa tìm thấy. Ông Phạm Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, hiện tình trạng các bệnh nhân khá phức tạp, cần theo dõi ít nhất một tuần nữa mới có thể kết luận chính xác. Đa số các bệnh nhân tại đây đều bị xây sát nặng ngoài da và một số tổn thương khác. 10 bệnh nhân có tình trạng nặng hơn đã được chuyển lên tuyến trên để điều trị. Được biết, đất đá bất ngờ theo dòng lũ tràn từ ngọn núi cách làng chừng 500 m xuống khu dân cư. San phẳng nhà cửa của 37 hộ dân với 158 nhân khẩu, gồm 3 người trên 70 tuổi. 18 trẻ em dưới 6 tuổi, 14 người dưới 14 tuổi, còn lại trong độ tuổi từ 15 đến 69 tuổi. Khu này nằm cách xa trung tâm xã, cách huyện Bảo Yên 40 km, cách thành phố Lào Cai 120 km, giao thông bị chia cắt do mưa lũ sạt lở. Từ sáng ngày 12 tháng 9, lực lượng tìm kiếm những người gặp nạn trong vụ sạt lở đất kinh hoàng tại thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tiếp tục tung hàng trăm người ra hiện trường vụ lũ quét để tìm kiếm những người đang mất tích. Để đẩy nhanh công tác tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phải sử dụng chó nghiệp vụ và thiết bị bay flycam để hỗ trợ tìm kiếm những địa điểm khó khăn, nguy cơ có thể tiếp tục sạt lở. Trong buổi sáng ngày 12 tháng 9, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 12 thi thể, nâng tổng số người tử vong lên 46 người, trong đó có nhiều học sinh. Thi thể các nạn nhân được các lực lượng chức năng hoàn tất các thủ tục xác định nhân thân và mai táng bên cạnh đó lực lượng kiểm lâm lào cai đã phối hợp với người dân bản địa vẽ lại sơ đồ hiện trường vụ lũ quét ở thôn làng nủ xác định vị trí từng hộ dân và số người trong gia đình kiểm đếm những người còn sống sót người đã tử vong hoặc còn đang mất tích theo hình ảnh bản đồ được lực lượng kiểm lâm tỉnh lào cai cho thấy trước khi thảm họa ập tới thôn làng nủ vốn là một bản làng yên bình với cánh rừng xanh thảm những ngôi nhà nằm ven con suối bên những cánh đồng lúa màu mỡ từ bản đồ cho thấy, người dân thôn làng nổ sống giải rác ven con suối chảy từ trên đỉnh núi con voi xuống. Khu vực trung tâm, nơi trận lũ quét trước khi sập xuống, là một cánh đồng rộng lớn. Nhưng sau khi trận lũ quét đi qua, tất cả mảng xanh đã bị xóa sổ. Những ngày qua, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, bão Iagi, từ đêm mùng 7 tháng 9 đến 11 tháng 9 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng gây ngập sâu, thiệt hại rất nghiêm trọng về người, cơ sở hạ tầng của nhà nước, nhân dân. Có nhiều người thiệt mạng, mất tích và bị thương trên toàn tỉnh. Tính đến 7 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2024, tổng số nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi là 9.172 nhà, trong đó có 444 nhà thiệt hại hoàn toàn trên 70%, 306 nhà thiệt hại rất nặng từ 50 đến 70%. Thiệt hại nặng 30 đến 50% là 1828 nhà, 1643 nhà thiệt hại một phần nhỏ hơn 30%, 3107 nhà bị ngập nước, 319 nhà bị sụt lún. Ngoài ra còn nhiều nhà bị hư hỏng công trình phụ trợ. Hiện nay còn 97 thôn trên 25 xã bị cô lập, người dân chưa đi lại được do ngập lụt, sạt lở đường giao thông. Có mặt tại huyện Bảo Yên, ông Trịnh Xuân Trường, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nghẹn ngào Mắt đỏ hoe cho biết về những mất mát của tỉnh nhà sau cơn bão số 3. Ông nghẹn ngào chia sẻ, gần 100 năm nay lần đầu tiên mới có số người chết và mất tích lớn đến vậy trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đang tập trung cứu hộ cứu nạn hai địa bàn chính là huyện Bắc Hà và huyện Bảo Yên. Đến thời điểm này, Lào Cai quyết tâm đoàn kết để cùng với lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích và ổn định đời sống nhân dân. Hiện tại, lực lượng cứu hộ tập trung quân số tìm kiếm ở khu vực cầu làng Nủ xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cách điểm sạt lở khoảng 4 km. Khu vực này trũng, tập kết nhiều vật dụng trôi dạt xuống, được dự đoán có khả năng tìm thấy nhiều người mất tích.